Rồi, rất là tuyệt vời, à, trong buổi tối hôm nay anh chị Tú sẽ mang đến cho các anh chị một cái nội dung rất là hay Một cái nội dung mà Tú tin chắc rằng là khi mà các anh chị học và hiểu cũng như ứng dụng cái điều này vào trong cuộc sống của mình Thì cuộc sống của chúng ta sẽ bước sang một cái trang mới hoàn toàn anh chị và chúng ta sẽ có được mọi cái lợi lạc, mọi cái điều mà chúng ta mong muốn Mà chúng ta không cần phải ngồi ước nữa và bao trong số anh chị chúng ta hay ước gì là mình thành công ước gì là mình có nhiều tiền ước gì gia đình tôi hạnh phúc ước gì uh, tôi có được một cái hoạt động kinh doanh một đội nhóm kinh doanh xuất chúng uh, rồi uh, có nguồn thu nhập thụ động ước gì tôi có thể dùng anh thế giới ước gì tôi có thể thành công giống như cái người kia người này người nọ Và dạ vâng khi anh chị uh, nắm được cái chìa khóa tối ngày hôm nay anh chị ha thì cái anh chị sẽ trở thành ông bụt cũng như là cô tiên của chính cuộc đời của mình luôn không cần phải ước đâu ạ. À. Tại vì cách đây hơn 3 năm về trước anh chị tú là một cái người nhà giống như vậy ấy, anh chị cũng hay mơ mộng về một cái cuộc sống giàu sang, thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc viên mãn. Khi mà tú xem những cái người nổi tiếng ấy, anh chị, họ họ chụp những cái tấm ảnh, họ đi họ quay những cái video vòng quanh thế giới đúng không ạ? Họ có một cái cuộc sống rất là sang chảnh anh chị. À, giống như là à, trong những ngày vừa qua á, thì à, tú có follow một cái chị à, này kinh doanh rất là thành công anh chị chỉ vừa có một cái à, à, ngày gọi là có một cái chuyến đi kỷ niệm à, 11 năm ngày cưới cùng với chồng của mình à, và chị ấy và chồng của mình à, đã ngồi trong à, nghĩa là bình thường là business ấy hạng thương gia là hạng là hạng hạn cũng đỉnh rồi đúng không thì còn một cái hạng nữa anh chị chính là first class business class đúng không ạ là thương gia còn phết lá là trên cả thương gia luôn và chị này chỉ còn ngồi ở cái hạng gọi là có cái phòng ngủ và có hai cái giường nè à, rồi ngắm ra cả ngay là từ cái chỗ phòng ngủ chị ấy ngắm ra được cái tầng mây rồi nói chung mà nhìn rất là sang chảnh anh chị ha và trời ở, ở trong cái phòng đó mà cái cái ghế đó anh chị có nghĩa là cái hạng đó trên máy bay và mình cứ tưởng là giống như ở khách sạn năm sao rồi đó và chị ngồi sau sau khi chị ấy túp ấy thì chị ăn ở một cái nhà hàng mà view nhìn ra uh, nhà hát opera, nhà hát con sò nổi tiếng ở uh, úc anh chị và nếu như hơn nếu mà hơn cách gọi là nếu mà cái tôi thấy cái điều đó cách đây nhiều năm trước anh chị ha thì tôi sẽ ước gì xong rồi mà lem mà lem kiểu như là uh, khoái khoái anh chị mình sẽ bắt đầu chọn không biết khi nào mình mới được như vậy trời cuộc sống giờ ăn không đủ ăn uh, tiêu không đủ tiêu nữa giờ sao dám nghĩ tới cuộc sống giàu sang thôi uh, thôi chắc không được đâu hay như này như kia như anh chị với họ khi Và bây giờ tôi xem những cái điều đó tôi nói là chỉ còn là cái cái thời gian thôi anh chị ạ tại vì tôi thấy được rằng là khi mà mình nhìn thấy cái cuộc sống thành công và giàu có và hạnh phúc viên mãn của một ai đó anh chị thì khi mà tôi được học những cái uh, bí mật của những người thành công anh chị ha thì tôi biết được rằng là những cái người mà họ đang làm được những cái điều mà mình họ đang có những cái điều mà mình đang khao khát mà mình chưa có là bởi vì họ đang biết một cái điều đó mà mình chưa biết thôi và bây giờ mình đã biết rồi và mình tin chắc rằng là cái hành trình họ đi chắc chắn là nó sẽ không dễ dàng gì anh chị họ đã vượt rất là nhiều cái thử thách để mà mình có để bây giờ chúng ta thấy được cái ánh hào quang thấy được cái cuộc sống xa hoa cuộc sống uh, lòng lẫy giàu có hạnh phúc viên mãn của họ thì mình thì tú có thể biết được rằng à phía sau họ đã nỗ lực rất là nhiều họ đã cố gắng rất là nhiều có là họ biết cách và họ đã đi đúng cái chiến lược cái cách thức đó nên họ có được cái cuộc sống như vậy uh, cho nên là ngày xưa thì tú xem tôi sẽ rất là tủi thân anh chị À, nhưng bây giờ mình xem thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc anh chị ha bởi vì mình đã chứng kiến uh, rất là nhiều người họ làm được và mình bên trong mình hừng hực cái cái niềm gọi là cái sự hào hứng phấn khởi khi bắt đầu ngày mới bởi vì mục tiêu của mình anh chị ha mỗi ngày mình bước mình tiến tới mục tiêu của mình một bước thì mục tiêu của mình sẽ tiến tới mình một bước thành ra mỗi ngày mình sống trong cái uh, gọi là cái sự trọn vẹn sống trong cái năng lượng tuyệt vời sống trong cái niềm tin tưởng tuyệt đối và bởi vì mình đã có con đường rồi anh chị và mình thấy được rằng vâng hơn 3 năm vừa qua thôi mình đã có những cái thành công rất là tuyệt vời như vậy thì mình thấy được rằng cái hành trình đấy mà mình có được cái cuộc sống tuyệt vời và viên mãn như uh, những cái người mà thành công mình đang ngưỡng mộ chỉ còn là thời gian thôi uh, và cái việc của mình để mà mình có thể đạt được cuộc sống đó uh, khi nào và bao lâu thì nó sẽ phụ thuộc vào ai anh chị ơi bây giờ mình biết con đường rồi mình có công thức rồi mình có chiến lược rồi và vậy thì cái việc mà chúng ta đạt được cái kết quả cuộc sống giống như họ nhanh hay là chưa nhanh sẽ phụ thuộc vào ai ạ? À? Dạ vâng, phụ thuộc vào mình. Nên là mỗi lần mà chú xem xong cái tự nhiên là dạ vâng, để điện thoại qua bên bắt đầu vô bàn làm việc, làm tiếp anh chị ơi. Bắt đầu vô làm việc tiếp marketing tiếp rồi bắt đầu tương tác khách hàng trao giá trị, nâng cao giá trị đào tạo đời ngũ kinh doanh của mình. Cứ vô bàn ngồi làm đấy. Giống như một cái người thầy của Tú anh chị. anh nói một câu như vậy nè. Nếu bạn đang nghèo khó làm việc nếu mà nghĩa là nếu mà bạn đang giàu có nha làm việc nếu bạn chưa giàu có càng phải làm việc nếu bạn uh, chưa được trẻ cũng phải làm việc nếu bạn còn trẻ càng phải làm việc nếu bạn đang không hạnh phúc làm việc và nếu bạn đang hạnh phúc thì càng phải làm việc uh, mục tiêu của bạn trong nhiều năm tới là gì ghi ra đúng không ạ là mục tiêu mà là gì đúng không và để đạt những mục tiêu đó vào việc <laughs> khi tôi đọc được câu đó anh chị của một người thầy của mình ấy, thầy cũng là một người rất là có có danh tiếng anh chị ha, một cái người rất là có danh tiếng rất là giỏi luôn, rất là thành công trong kinh doanh, thì khi mình đọc được cái đó dạ vâng là vào việc thôi, cho nên là nhanh hay không nhanh ấy nó sẽ phụ thuộc vào vào mình nha anh chị ha, và có một cái điều mà chúng ta cần phải biết trên hành trình À, tiến tới mục tiêu của mình anh chị đó chính là cái nội dung mà tôi sẽ chia sẻ các anh chị trong buổi tối hôm nay những cái người thành công và giàu có họ biết cái điều này nên chị có rất là nhiều cái điều những người thành công và giàu có họ biết mà mình không biết à, và rất là tuyệt vời là các anh chị đang ở trong cái môi trường mà uh, có rất là nhiều người đã làm được và cũng như đã biết được cái điều mà những người thành công họ biết và các anh chị đang ở đây à, vậy tôi tin chắc rằng nếu các anh chị nghiêm túc học tập và ứng dụng nha kiên trì kiên nhẫn và kiên định nhất quán ở trong môi trường câu lạc bộ học tập và ứng dụng ấy, thì tôi tin chắc rằng cái việc mà chúng ta có được cái cuộc sống như các anh chị mong muốn chỉ còn là thời gian thôi cho nên các anh chị hãy gửi những cái lời biết ơn cảm ơn đến những vị quý nhân của mình đúng không ạ đã chia sẻ cho các anh chị biết về môi trường câu lạc bộ cũng như là đã gì gửi lên dung cho các anh chị mỗi ngày đều anh chị ơi dạ vâng gửi lời cảm ơn trong tin nhắn gửi lên đây tắt dung là mất tiêu tin nhắn rồi ừ và một trong những cái nội dung á anh chị tuyệt vời mà tôi muốn chia sẻ cho các anh chị trong buổi tối hôm nay đó chính là cái cách chúng ta phải học cái cách vận hành cũng như là học cái cách ứng dụng các cái quy luật của vũ trụ làm sao để mà chúng ta có được cái cuộc sống viên mãn như chúng ta mong muốn. Đây là một trong những cái điều rất là quan trọng nhất, gọi là rất là quan trọng anh chị nha và được xem là quan trọng nhất trên cái hành trình chinh phục cái cuộc sống mà các anh chị mong muốn và đặc biệt nếu kể cả là mục tiêu anh chị là gì hay chăng nữa thì nếu như anh chị đang sống trong cái vũ trụ này thì chúng ta cần phải biết cái điều này hiểu đầu tiên học hiểu và biết và ứng dụng vào trong cuộc sống của mình anh chị ha đó chính là sáu quy luật của vũ trụ và Tú tin chắc là có một số anh chị đã từng học và từng nghe rồi Cũng như là đã biết rồi Nhưng mà quan trọng đó anh chị Là anh chị áp dụng được bao nhiêu trong cuộc đời của mình Và quan trọng là chúng ta cần phải áp dụng làm sao cho nó nhường nhuyễn Và nó trở thành cái lối sống của mình luôn anh chị Nó trở thành thói quen và lối sống của mình Giống như cái việc mà mình đói thì mình ăn cơm ngày phải ba bữa mới chịu được khác thì uống nước nó mới trở thành thói quen và lối sống của mình như vậy luôn anh chị ha thì các anh chị ơi cuộc sống anh chị nó ngày càng thăng hạng thăng 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 lên thôi thăng tiến anh chị nó ngày càng đi lên thôi tại vì anh chị biết không những cái quy luật của vũ trụ nó luôn vận hành dù anh chị có biết hay không biết dù anh chị có tin hay không tin thì khi mà anh chị cầm cái ly á mà anh chị buông tay ra thì chuyện gì sẽ xảy ra <laughs> Bây giờ anh chị cầm cái ly giờ anh chị nói là tôi chả tin vào các cái quy luật vũ trụ đâu. Dạ vâng, bây giờ muốn tin hay không tin cứ thử cầm cái ly với anh chị. Dạ vâng, là buông thử tay ra coi chuyện gì sẽ xảy ra. Nhà dạ, cái ly nó rơi. Nó quy luật đó là định luật gì ạ? Đó là trọng lực đó anh chị. Và những quy luật vũ trụ nó tồn tại anh chị ha. Và cho dù anh chị có biết hay không biết nó vẫn đang vận hành. Vậy các anh chị có hai sự lựa chọn. Một là học, hiểu và sau đó là có ý thức trong cái việc ứng dụng vào trong cuộc sống của mình hai không quan tâm kệ tôi thích đi sai tôi thích đi sai luật gì á kệ giờ anh chị chọn sống theo hay là không thuận không sống theo à giờ tôi thích đi sao đi đèn đỏ tôi cũng chạy đèn vàng càng chạy nhanh hơn giờ anh chị hình dung á là đến bất kỳ một cái môi trường nào đừng nói là vũ trụ nha đến bất kỳ môi trường nào cũng có cũng có quy định và quy luật hết trơn đầu buổi dùm anh chị thấy câu lạc bộ mình có những cái quy luật uh, quy định chung của nhóm uh, của của câu lạc bộ mà có hay là nơi làm việc của anh chị có quy định không có uh, có có luật lệ không mà hay là cái nơi mà anh chị uh, nhà trường có không anh chị tham gia giao thông có luật lệ và quy định không à trời không có chắc loạn ấy đúng không anh chị ơi à? À, không có là loạn luôn đúng không ạ? À? Không ừ. có là coi như là không được an toàn luôn. Vậy tương tự như trong vũ trụ này cũng cũng như vậy anh chị ha, cũng sẽ có những cái quy định và quy luật riêng. Ừ. Hay tôi ví dụ ha. À, bao trong số anh chị ở đây mình biết bơi rồi. Anh chị nào biết bơi Comment mình số 1. Vậy cho tôi hỏi nha Anh chị biết bơi, thích bơi Bơi ngược dòng hay là bơi thuận dòng Giờ anh chị bơi mà bơi thuận dòng nha Mà cho bây giờ anh chị bơi ngược dòng đi Mà anh chị bơi ngày bơi đêm Thì có đến được cái nơi anh chị muốn đến không Giờ mà bơi ngược dòng Thì giờ có bơi ngày bơi đêm Thì cũng không có tới được nơi anh chị muốn đến đâu Nó chỉ có một cái kết quả duy nhất và cuối cùng thôi Đó là mình bị đuối đuối nước đó anh chị bị đuối nước ấy. giống như vậy có rất là nhiều anh chị à, tới bây giờ ha 40, 3, 40, 50, 60 tuổi. Có bao giờ những anh chị mà chúng ta đang ở độ tuổi đó, đó anh chị? Trên 30, 40, 50, 60 không? Các anh chị có bao giờ đọc hỏi là vì sao cuộc sống mình cứ lây hoay hoài? hoài? mình cố gắng hoài mà mình không tìm ra cái cách để mà giúp cho cuộc sống mình nó thảnh thơi hơn, hạnh phúc hơn, giàu có hơn, dư dả hơn nhỉ. Anh chị nhà mà đang như vậy là mình đang bơi, mình đang bơi ngược dòng rồi. Có anh chị nào mà mình thấy cuộc sống của mình mà nó đang nó đang rất là may mắn, hạnh phúc rồi. Gọi là mình làm cái gì nó cũng thuận lợi hết trơn. Là mình đang bơi xuôi dòng anh chị. và những anh chị nào chúng ta đã đồng hành cùng với câu lạc bộ một thời gian ha. Các anh chị có thể so sánh cái thời điểm trước khi anh chị vào câu lạc bộ và sau khi anh chị bước vào môi trường câu lạc bộ. Anh chị thấy là mình có cái sự thay đổi nó khác không ạ? À? Mình thấy có vẻ như mình dần dần xuôi dòng rồi nè. Nó đầu có vẻ như thuận dòng mà chứ ngày trước sao mà nó gồng quá trời gồng luôn anh chị. Những anh chị nào vào câu lạc bộ một thời gian anh chị thấy như vậy đâu ạ? À? Ngày trước sao bơ hoài, bơ hoài mà sao nó Ngày trước gồng quá trời gồng mà Mà không thấy dư giả tí nào hết trơn Vào đây không gồng tí nào anh chị Mà sao mọi thứ nó chót lọt rồi Nó thuận lợi thế không biết Tại vì sao chúng ta đang được học cái cách Để thuận theo dòng chảy đó Cho nên tôi nói là Một trong những cái điều mà nó Tuyệt vời nhất trong cuộc đời này anh chị đó chính là cái anh chị nắm rõ Về các cái quy luật của vũ trụ của cuộc sống anh chị nó thăng hạng nó thăng tiến luôn. Tăng trưởng về mọi mặt, tăng trưởng về mọi mặt luôn anh chị. Vâng và chúng ta sẽ có 6 ngày anh chị ha để chúng ta học cái cách để làm để là mà làm chủ những cái quy luật của vũ trụ. Và anh chị ghi lại cái lịch ha. Ghi lại những cái nội dung của từng ngày á anh chị. Ngày số 1 ấy thì mình sẽ học về quy luật hấp dẫn. Là ngày hôm nay đó anh chị chúng ta sẽ học cách làm sao để mà chúng ta có thể là đưa mình vào cái tầng số của sự thu hút, sự giàu có, sự sung túc và sự hạnh phúc. Ừ. À, ngày số 2 mình sẽ học về quy luật nhất quán. À, làm sao mà chúng ta có thể làm chủ được những cái hạt giống giàu có, hạnh phúc bên trong của mình, bên trong tâm thức của mình. Ấy. Và tôi nói giàu có ở đây chị là giàu có cả về trí tuệ sức khỏe hạnh phúc và tiền bạc của cái vật chất nha nghĩa là mình phải có một cái cuộc sống giàu có trọn vẹn và làm sao chúng ta biết cách gieo trồng nó vào trong tâm trí của mình và kiểm soát làm sao để mà nó nảy nở theo cái cách mà chúng ta mong, mong muốn và ngày số 3 anh chị là mình sẽ học về quy luật tập trung ha chúng ta sẽ học cái cách để mà tập trung vào những cái điều mà giúp cho các anh chị chinh phục được mục tiêu của mình dễ dàng hơn. Những cái mục tiêu nào mà các anh chị đang khao khát ấy, và mong muốn đạt được ấy, thì chúng ta sẽ học cái cách để mà thuận theo quy luật tập trung anh chị. À ngày số 4 anh chị. Ở ngày số 4 đúng không ạ? Quy luật nhất quán là cách bạn làm mọi việc. Ở cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả mọi việc. Ngày 4 anh chị ha quy luật nhất quán là cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả mọi việc. Có nghĩa là chúng ta sẽ học cái cách để làm sao mà chúng ta có một cái cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn theo ý của mình. À, quy luật nhân quả anh chị. Quy luật số 2 là quy luật nhân quả nha. Rồi quy luật số 5. Ngày số 5 anh chị. Ngày số 5 quy luật uh, trong ngoài. Là bên trong thế nào? Bên ngoài thế nấy? Nên là chúng ta sẽ học cái cách để mà làm sao biến mọi cái suy nghĩ của mình. Cái ước mơ của mình anh chị cũng như hoài bão của chúng ta đúng không ạ đang ấp ủ bên trong nghĩa là bên trong tâm trí của mình đó, nó trở thành sự thật có là chúng ta sẽ có những cái cầu nói anh chị giữa ước mơ và hiện thực nha chúng ta phải học cách để mà mình đi qua cái cầu ấy anh chị cái cái cầu mà giữa ước mơ và hiện thực và ngày số 6 là quy luật cân bằng làm sao để mà chúng ta có thể tạo ra dòng tiền trăm, thậm chí là tiền tỷ và làm thế nào để chúng ta tạo ra được cái uh, những cái tài sản mà giá trị lớn thông qua cái cách mà chúng ta thông qua cái việc mà chúng ta học cách để mà gia tăng giá trị bản thân của mình lên. Tối nhất là anh chị ngày một mình sẽ học về quy luật hấp dẫn, ngày hai là quy luật nhục quy luật nhân quả anh chị nha. Ngày 3 là quy luật tập trung. Ngày 4 là quy luật nhất quán. Ngày 5 là trong ngoài Và ngày 6 là cân bằng. Ok không ạ? Rồi, đó là 6 quy luật anh chị. Và trong số anh chị, chúng ta sẵn sàng cho nội dung của 6 ngày này thì comment tôi nhé. Và có một cái thông điệp như vậy nè à, tôi tú muốn chia sẻ các anh chị những anh chị mà trong nhóm rèn luyện 90 ngày tôi chia sẻ cái điều này từ 2023 rồi anh chị ha bởi vì cái thông điệp này là tôi biết được và cũng như nhận được các anh chị từ 2022 nghĩa là mình nhận được ở đây không phải là mình tự biên tự diễn đâu anh chị mà qua rất là nhiều những cái nguồn lực toàn những bậc gọi là những cái bậc thầy luôn ấy những bậc thầy luôn ấy, anh chị thì họ nói như vậy nè Đây là một cái thông điệp mà dành cho tất cả chúng ta anh chị nha trong năm 2024 và những cái năm tiếp theo đó chính là từ năm 20... bắt đầu từ năm 2020 ấy, anh chị và cho đến nhiều cái năm tiếp theo thì anh chị có để ý là cả trái đất của mình ấy anh chị có thấy là có rất là nhiều những cái sự việc Nó không có hay nó xảy ra không ạ à? Từ 2020 tới giờ Rất là nhiều thứ xảy ra Nào là Cái bạn kia ghé thăm Nào là khủng hoảng kinh tế à, Lương thực Rồi cái chuyện này chuyện nọ Hai bên các kiểu vân vân Rồi thiên tai Nói chung là không an toàn Ừ có nghĩa là nó đến từ cái việc này anh chị ha nó đã diễn ra như vậy rồi nhưng mà mà có rất là nhiều người anh chị họ đã không có hiểu được những cái quy luật của vũ trụ nên thành ra là họ sống một cái cuộc đời rất là chật vật luôn hoặc là cái cuộc sống không có tốt được không có tốt như trước và rất là nhiều người thậm chí là còn um, không an toàn về cái cơ thể này nhỏ anh chị nghĩ là họ lên đường mặc dù là có rất là nhiều người họ có nhiều tiền hay là không có nhiều tiền nhưng có thể là vì sức khỏe không tốt hay là vì cái này cái nọ cái kia ban tổ chức hỗ trợ phòng dung xíu ha Mà một cái điều như vậy nha anh chị Làm gì thì làm Cái thông điệp mà dành cho chúng ta Chính là mình làm gì thì làm Nhưng mà chúng ta Cần phải học cái cách Để mà tu dưỡng Hay còn là tu tập đó anh chị Thì mới có thể tồn tại được trong cái thế kỷ này Tại vì đơn giản như vậy nha anh chị Ở đây tôi không nói về tâm linh hay tôn giáo gì đâu anh chị và đây là một cái điều dành cho thông điệp dành cho tất cả chúng ta luôn và nó không có đúng không có sai nha nó không có đúng không có sai mình biết để mình thay đổi mình tập trung vào bản thân của mình mà tập trung vào bên trong của mình ấy. thì phước mình hưởng thuận lợi hay lợi lạc thì mình là người hưởng mà ừ. anh chị có thấy là trong những cái năm vừa qua hồi là hơn 3 năm vừa qua thì Ờ, trái đất của mình là đen lọc sạch năng lượng đó anh chị ha ừ và tu dưỡng là chúng ta cần phải làm gì anh chị tu tập ở đây nghĩa là mình cần phải làm gì ạ đầu tiên là chúng ta cần phải sống biết và phải sống theo thuận theo những cái quy luật của vũ trụ để mà chúng ta có thể đưa mình nâng mình lên cái tần số cao hơn thì mới có thể tồn tại được anh chị được không ạ à? còn nếu không mà sẽ bị lợi trừ mà lợi trừ ở đây là nghĩa là chúng ta sống ví dụ như là không có tích đức nè tích phước nè rồi sống tối ngày là không có tích cực nè lúc nào cũng ủ rũ lúc nào cũng lo lắng lúc nào cũng phàn nàn lúc nào cũng kể lễ và trong những cái chu kỳ trước anh chị thì tôi có chia sẻ anh chị về cái tháp năng lượng các anh chị có thể là hỏi chủ nhóm mình ở cái tháp năng lượng anh chị nha thì trong vũ trụ của mình ấy là có hai trạng thái năng lượng thôi một là sáng tạo và hai là phá hủy ha nhiều khi đó nhiều khi anh chị cái ở trong trạng thái phá hủy là mình nhiều khi là mình không thấy nó ngay lập tức đâu nó đang ngấm ngầm ở bên trong của mình ấy anh chị cho tới khi mà một là mình lên đường chịu hết nổi là lên đường Hai là mình bắt đầu tìm được một cái ai đó định hướng mình và mình thay đổi. Có nghĩa là họ sẽ kéo mình lên đó anh chị. Và anh chị nhớ là chúng ta chỉ thay đổi khi và chỉ khi chúng ta bắt đầu quay trở lại. Tu dưỡng ở bên trong của mình thôi. Cho nên là tôi rất là muốn chia sẻ và gửi cái thông điệp này cho tất cả anh chị ấy phải thay lan tỏa thật là nhiều để mà chúng ta ý thức được là chúng ta phải làm làm chủ cái vận mệnh của mình thông qua cái việc chúng ta phải thấu hiểu và thuận theo những cái quy luật của vũ trụ anh chị ha tại vì từ khi mà tôi bắt đầu tôi sống thuận theo những quy luật vũ trụ anh chị thì cuộc sống của mình nó trở nên vô cùng tuyệt vời luôn giống như mình luôn được vũ trụ hậu thuẫn trên từng bước đi trên từng con đường luôn trong từng cái hành động của mình đều được dẫn dắt từng suy nghĩ là nói hành động của mình đều được dẫn dắt đều được dẫn dắt anh chị cho nên là tôi muốn truyền gọi là chia sẻ cái điều này Cho tất cả những anh chị và chúng ta có thể là cùng nhau sống thuận theo những quy luật vũ trụ để mình có cuộc sống viên mãn hạnh phúc đủ đầy được không ạ à? ừ. và vì của chúng ta là mỗi ngày chúng ta mỗi ngày chúng ta học một cái quy luật anh chị và sau đó mình sẽ ứng dụng vào trong cuộc sống của mình anh chị ha thì trong ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau đi qua luật hấp dẫn luật hấp dẫn anh chị Luật hấp dẫn là gì? À? Bao trong số anh chị chúng ta hiểu luật hấp dẫn là gì? Comment số 1 đi ạ à? Khái niệm về luật hấp dẫn nè anh chị Có rất là nhiều khái niệm về luật hấp dẫn nè à. Cái gì giống nhau thì hút nhau À, cái gì giống nhau thì hút nhau anh chị mây tầng nào hút mây tầng đó rồi những người giống nhau thì chơi chung với nhau ngu tầm ngu mã tầm mã đúng không ạ à? cái gì có bên trong thì cái đó có bên ngoài vậy thì à, khi mà mình nói về luật hấp dẫn ấy các anh chị chúng ta có thể ngồi nhìn lại ha nhìn lại xem xung quanh mình ấy, năm người mà mình chơi thân nhất là ai năm người mà mình chơi thân nhất là ai anh chị bây giờ anh chị nói anh chị muốn thành công và giàu có đúng không thì theo quy luật hấp dẫn là nếu mà bạn muốn trở thành ai á thì bạn phải chơi chung và chơi thân với những cái người họ đã có được cái kết quả giống như chúng ta mong muốn nhưng mà bây giờ mình nhìn năm người mình chơi chung là gì ạ à? lương tháng 10 triệu thì mình suy ra mình là trung bình cộng của năm người giống vậy bao trong số anh chị quan sát và thấy đúng à thấy năm người mình chơi chung có phải là hao hao mình không mình hao hao họ không anh chị giống nhau luôn gặp nhau là ngày trước thói quen là tám chuyện nói chuyện bao đồng nói không tốt người này bàn tán chuyện kia bàn tán chuyện thiên hạ thôi Nó đến từ đâu à? Tại vì cái nhiệt kế của mình nó có như vậy à Nhiệt kế tài chính của mình sao mình hấp dẫn người y chang như vậy anh chị Nhiệt kế tài chính của mình Ở đâu là anh chị sẽ để là Mình hấp dẫn những người bạn xung quanh mình chừng đó luôn Bên trong mình như thế nào là mình hấp dẫn Bên ngoài y chang như vậy Hay có nhiều anh chị bác Chị đâu có bao giờ nghĩ tới cái chuyện này đâu em Tại sao chuyện nhà vẫn đến với chị không anh chị ha, tất cả những cái gì mà bên ngoài anh chị đang có nó chỉ phản chiếu những cái suy nghĩ, cảm xúc của anh chị thôi. Nó đúng với người, kể cả con người và sự việc và sự kiện luôn anh chị Nên khi mình thấy cái gì mà nó bên ngoài nó đang thuận lợi thì mình hãy tự hỏi chính mình thì mình đang nghĩ gì. Mấy hôm nay là đang cho tâm trí gì đâu chơi, nghĩ gì, tiếp xúc cái gì, nói gì. còn mà khi bên ngoài anh chị anh chị thấy có những mối quan hệ là như thế này như thế kia thì do bên trong anh chị cũng có cái điều đó nên là anh chị hút bạn nghi chang luôn và có phải là khi mà anh chị bước vào môi trường câu lạc bộ mình anh chị bắt đầu ý thức được cái điều này và bây giờ à, chúng ta mong muốn là gì ạ à? thay đổi cái vận mệnh của mình đúng không ạ à? mình mong muốn là mình thay đổi cái tần số năng lượng của mình vậy giờ quan trọng bây giờ chúng ta phải thay đổi từ từ đâu đây thay đổi từ đâu nha anh chị? Mình ấy thì bây giờ mình bắt đầu đang mình đang tập trung vào sự thành công giàu có, hạnh phúc. Nhưng giờ tối ngày cứ gặp những cái người bạn họ than vãn họ kể lễ thôi. Gọi là nói những câu chuyện không có cùng không có cùng năng lượng nên chị không có không có chung một cái câu chuyện để nói với nhau nữa. Không cùng tần số nữa cái họ hay nói mình là bây giờ ngon rồi giàu cò rồi đổi bạn đúng không dạ không phải đâu anh chị, tại vì không có vô quan trọng mà ngồi xuống nhưng không có vô không có nói được thành ra là mình mình không có tiếp xúc được nhiều khi mình cũng muốn nói họ để giúp cho họ tốt lên mà họ không chịu thay đổi mà và có một cái điều tuyệt vời như này nha anh chị ha là khi mà chúng ta bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ và tần số năng lượng thì tự nhiên bạn bè của mình sẽ thay đổi anh chị khi mà anh chị bắt đầu thay đổi suy nghĩ về tầng số năng lượng của anh chị nha Mọi thứ xung quanh anh chị sẽ thay đổi Bao gồm cả mối quan hệ Có nghĩa là những cái điều mà các anh chị đang không muốn ấy, Nó chỉ đến từ bên trong mà việc của anh chị là cần phải thay đổi bên trong Thì mọi thứ bên ngoài sẽ tốt lên Chứ đừng có dí theo giải quyết vấn đề nha Đó là sự việc và sự kiện còn nếu mà là mối quan hệ sao mình cũng quay về bên trong mình thay đổi cái tần số và suy nghĩ của mình thôi hãy hỗ trợ phòng dung nha tôi nhắc mời bạn nói ra nãy giờ chưa thấy mờ ra nè ok mà cho nên là mình đừng có xoay ra ngoài mình giải quyết vấn đề hay mình dí ra vấn đề hoặc là mình cố gắng là mình uh, tìm mọi cách để mình tránh né nhiều anh chị hỏi em ơi bây giờ uh, chị uh, về nhà chị gặp uh, gia đình chị toàn uh, kể thế này thế, thế kia thành ra chị uh, rất là không có muốn chị muốn tránh chị muốn né làm sao chị biết không cái gì tập trung cái đó mở rộng nếu mà anh chị càng tránh anh chị càng né thì thì sao à. thì tiệm thức sẽ cho anh chị uh, càng có nhiều những mối quan hệ đó để anh chị anh chị để anh chị tránh anh chị né thôi Việc của anh chị là chúng ta gì ạ à? xoay về bên trong mình bảo vệ cái tiềm thức của mình anh chị đúng không ạ à? từ từ mọi thứ khi mà anh chị tốt lên mọi việc xung quanh anh chị sẽ tốt lên và những mối quan hệ của anh chị sẽ được thanh lọc dần theo một cách tự nhiên Cho nên chúng ta bắt đầu quan sát anh chị ha, quan sát cái sự thay đổi về trường năng lượng của mình. Còn lại nha anh chị nào mình thấy mình rèn vũ cùng với câu lạc bộ 6 tháng tới 1 năm rồi. Mà mối quan hệ của mình nó vẫn như vậy, nó không tốt lên. Không có gì thay đổi hết. Thì anh chị hiểu rồi đó. Và nếu mối quan hệ của anh chị không bao giờ tốt lên hay thanh lọc dần ha. Thì không bao giờ mình Thay đổi được cái tài chính của mình đâu ạ à. Bao trong số anh chị hiểu gì này comment tôi ạ Vậy thì mục tiêu của mình đó anh chị Là chúng ta cần phải làm sao Để mà mình giờ Trở thành con người có giá trị vì anh không có giá trị anh chị chứ mình đừng có than phiền đừng có tập trung vào vấn đề tập trung vào những cái khó khăn thử thách này kia than hoài à. đợi có bao nhiêu đâu mà mình cứ ngồi than hết giờ rồi anh chị Đầu tiên mình phải biết được rằng à nếu mà bản thân Tú anh chị khi tôi biết được rằng là bây giờ mình muốn trở thành một cái người thành công ấy, thì mình cần phải chơi và có mối quan hệ với những cái người thành công và giàu có mình muốn trở thành triệu phú thì mình phải chơi và có mối quan hệ với những người triệu phú triệu phú đô la mình phải có cái mình phải biết cái mục tiêu rõ ràng là mình mong muốn cái điều gì sau đó là mình bắt đầu mình lên cái chiến lược cái kế hoạch để mình đạt cái mục tiêu đó chứ không phải là mình ngồi đó và mình ước mơ nghĩa là mình ngồi đó mình mình nói không à mình nói tôi ước gì tôi khao khát là vây quanh tôi là những cái người thành công dạ không có đâu anh chị mà mình phải lao mình làm Anh chị phải vào việc ngay rồi mới ra được cái kết quả được Nếu anh chị là một người thích, mong muốn hay gì là gì thích Là một cái người thích làm kinh doanh Thích tạo ra dòng tiền lớn Thì xung quanh của mình Những người mà mình thân thiết Thì phải là những cái người biết kinh doanh Và biết tạo ra dòng tiền lớn Nên chúng ta học xong phải ứng dụng vào trong cái cuộc sống của mình anh chị Được hấp dẫn là cái gì giống nhau hút nhau may tầng cao hút may tầng cao, may tầng thấp hút may tầng thấp. Nếu mà ngu tầm ngu, mã tầm mã mà bây giờ mình muốn thành công giàu có đúng không? Vậy mình phải làm sao để mình trở thành thỏi năm để thu hút được những cái người mà để thu hút được những cái cơ hội nguồn lực con người sự kiện Để giúp cho mình thành công. Đầu tiên mình phải biết rõ là mình muốn trở thành người có giá trị đúng không? sao đó mình đầu lên kế hoạch anh chị nha. Mình phải học cách làm chủ cuộc đời của mình Chứ đừng có để nó thả trôi Phải có mục tiêu sao? Mình phải có chiến lược, có kế hoạch để mình đạt được cái mục tiêu Ở phía trên Đó gọi là làm chủ được hấp dẫn Chứ không phải là ngồi ở nhà Câu nguyện xong rồi bảo là Đọc những câu nói phép màu Xong rồi thu hút Mà chúng ta phải ý thức được là Mình phải đặt mình vào cái trường năng lượng sáng tạo tích cực hạnh phúc yêu thương và biết ơn chứ tối ngày giờ học được hấp dẫn mà tối ngày cứ xà vào một mấy cái người mà năng lượng không cao xong bảo rằng ấy miếng tâm chị không có bị kéo năng lượng xuống đâu chị không để mình xa lầy vào những cái chuyện không tích cực đó đâu nhưng anh chị hình dung như vậy nè giờ anh chị cầm cái bịch rác mà anh chị để xa mình khoảng 5 mét thôi thì theo anh chị nó có bốc mùi tới chỗ mình không Trời một km nó đã không thấy thơm, nó còn đã thấy thậm chí cả một km luôn mà nó còn thấy không thơm, nó đừng nói chi 5 mét. Có thể một ngày không sao nhưng mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm sao mình ngóc đầu lên nổi với một cái trường năng lượng như vậy anh chị. Với những cái mối quan hệ mà tối ngày cứ kéo mình đi xuống được. Nha anh chị nha. Vậy để mà chúng ta làm chủ được hấp dẫn ấy, thì đầu tiên ấy, thứ nhất ấy là chúng ta phải có cái phiên bản mà chúng ta muốn trở thành. Nên chúng ta phải biết cái con người mà chúng ta muốn trở thành. Ấy. Anh chị muốn trở thành ai? Phải liệt kê chi tiết rõ ràng. Cái con người anh chị muốn trở thành. Không chỉ là tiền đâu nha. Mà còn phải giàu có về nhân cách, về đạo đức về gọi là phải có được cái hạnh phúc rồi trở thành con người được mọi người ngưỡng mộ và kính trọng tôn trọng mình thành công giàu có nhưng mà người khác phải ngưỡng mộ và kính trọng mình nể trọng mình tôn trọng mình chứ có nhiều người giàu có mà đâu có được người khác nể trọng đâu bao trong số anh chị thấy có đâu ạ à? Nên là có những cái người họ giàu có nhưng mà không ai nể trọng hết trơn Nên là mình phải đặt ra mục tiêu Mình phải trở thành một cái người thành công giàu có Có giá trị Làm đẹp cho đời Nha Nên anh chị muốn trở thành ai Đầu tiên anh chị phải biết là mình muốn trở thành ai Cái điều mình muốn là cái gì Là lúc đó là chúng ta đang đưa ra yêu cầu với vũ trụ ấy, anh chị Các anh chị phải đưa ra yêu cầu với vũ trụ là anh chị muốn cái gì Anh chị muốn trở thành ai Chứ bây giờ khát nước mà giờ không nói mình khát nước thì ai biết đâu mà lấy nước cho anh chị uống chứ giờ cứ tối ngày ước gì có ai đó biết mình đang khát nước lấy nước cho mình uống dạ cứ ngồi ước đi hồi là là nhịn khác luôn là nhìn uống luôn anh chị nhịn uống luôn Anh đầu tiên anh chị phải phát ra một cái phát ra những cái suy nghĩ anh chị những cái cảm xúc hướng tới cái con người anh chị muốn trở thành những cái điều anh chị muốn bao trong số anh chị rõ cái bước 1 à, để chúng ta ứng dụng và làm chủ luật hấp dẫn là chúng ta phải đưa ra yêu cầu anh chị ha phải nói cái điều mình muốn liên tục nói về cái điều mình muốn liên tục nghĩ về cái điều mình muốn biết rõ cái điều mình muốn rồi mình phải nói về nó mỗi ngày nghĩ về nó mỗi ngày tập trung về tập trung về những điều đó mỗi ngày cho nên anh chị biết tại sao chúng ta phải có mục tiêu 30 ngày chưa? Tại sao với có mục tiêu 6 tháng Có bản tầm nhìn Và mình phải có môi trường rèn luyện với nhau chưa May ở đây mục tiêu 30, 30 ngày 6 tháng Nhắc nhở liên tục đây Mà tiền anh chị còn rớt đồng rớt xuống nữa. Cầm tiền mà còn rớt nữa anh chị Có một chị bạn vừa nhắn tin cho tú đó. Ngày nào chị cũng có lợi nhuận 2 triệu Mà giờ không biết nó đi đâu rồi em đó ngay khi mà bắt đầu phát ra tần số suy nghĩ là mong muốn là có được số tiền đó có được mục tiêu 30 ngày ngày nào cũng nói ngày nào không nghĩ hết trơn nó đến rồi không biết sao giữ không Hồi giữ không xong nữa bước một là mình phải biết rõ cái gì mình muốn anh chị cái con người anh chị muốn trở thành và chúng ta bắt đầu phát ra những cái suy nghĩ những cái cảm xúc và những cái gọi là cái tần số đó ra ngoài vũ trụ liên tục ám thị mình liên tục nghĩ về nó liên tục nhìn thấy liên tục nhắc đi nhắc lại liên tục lặp đi lặp lại Nên là chúng ta phải thiết kế những cái mục tiêu của mình một cách trọn vẹn thiết kế cái con người anh chị muốn trở thành một cách trọn vẹn đúng mà chúng ta phải trở thành một cái con trở thành một trở thành một người mà thành công về tài chính cả mối quan hệ cả về sức khỏe mình phải cân bằng được anh chị ha Cân bằng được tất cả những cái giá trị Để khi mà mình Càng thành công lên Thì mình sẽ càng mang nhiều giá trị hơn Giúp đỡ cho nhiều người hơn Để mình được cái sự yêu thương Quý mến tin tưởng và kính trọng Nể trọng và tôn trọng từ nhiều người Thì tôi nói thật nha Anh chị kinh doanh là ngày càng tăng trưởng thôi Nếu mà các anh chị có được Cái sự yêu thương quý mến tin tưởng của Mọi người xung quanh chứ mà bây giờ có một câu người ta hay nói cái gì cũng biết mà không biết điều ấy thì anh chị thấy mấy cái người đó sống có đơn độc không nào mà rủ thủ con mình đó. có một mình nhà của họ là chơi với nhau thôi không ai chơi với họ hết trơn còn anh chị thấy có những người đúng không ạ thành công giàu có họ tạo giá trị cho những người xung quanh họ được yêu thương quý mến tin tưởng không anh chị có lễ lọc gì hay là nhà có tiệc tùng gì là hàng xóm ta đến chúc mừng hay là người ta đến tặng quà biếu quà mặc dù không có mời là người ta yêu thương quý mến tin tưởng mà và anh chị có đồng ý với tú rằng là khi mà chúng ta biến có một cái khi mà chúng ta có thể là gì à gọi là có được cái sự yêu thương quý mến tin tưởng của mọi người thì anh chị có đồng ý là mình kinh doanh nó cũng sẽ dễ dàng hơn không giờ anh chị buôn bán mà anh chị phụ thuộc vào người thân thôi thì bán nó cho người thân rồi sao nữa nghĩ phải chứ sao chứ giờ ta xài phải đợi ta xài xong mới mua tiếp chứ mà giờ ta bảo lần đầu tiên ủng hộ chứ lần thứ hai không có nhu cầu anh ta không dùng nên mình phải trở thành con người có giá trị anh chị ha không chỉ riêng về có tiền đâu tại vì anh chị biết không tiền nó chỉ là công cụ thôi chỉ là công cụ thôi anh chị chỉ là cái công cụ để mà giúp cho các anh chị có thể là giống như cái việc mà anh chị có một cái chiếc xe máy đi từ a điểm A tới điểm B ấy, thì tiền cũng là cái công cụ giúp cho anh chị đạt được những mục tiêu của mình nhưng mà anh chị sẽ không kiếm dễ dàng nếu mà các anh chị không có biết cách để sử dụng làm sao để mà tại vì nó là cái thứ hai thôi anh chị ạ Khi mà chúng ta trở thành con người có nhiều giá trị thì tự khác là chúng ta sẽ có nhiều tiền. Anh chị không cần phải đi kiếm đâu. Giống như hôm qua chúng ta học về cái nội dung cho có chia sẻ đó. Kinh doanh dựa trên giá trị. Ở bao trong số anh chị chúng ta đã xem lại cái nội dung tối ngày hôm qua của tối và ghi chép lại đâu à. Và chúng ta đã chiêm nghiệm và nghiền ngẫm và cũng như đưa ra quyết định cho mình chưa. Giờ anh chị kinh doanh sản phẩm hay kinh doanh dựa trên giá trị. Cái tối ngày nhập hết cái này nhập hết cái kia về anh chị marketing cho cái thương hiệu cái sản phẩm đó cho cái người đại diện đó thì đến khúc đến lúc anh chị đi thì xong rồi có rất là nhiều người kinh doanh dựa trên một cái sản phẩm nào đó đúng không với tên nhãn hiệu nào đó đúng không xây cho hoành tráng vô lúc anh chị đi thì tay trắng rồi. ngoài tiền ra chả có gì hết tại vì ngay từ đầu đến cuối và người ta bị gắn mát cho anh chị một cái mát là gì hết ôi bé này bữa hay bán uh, chai nước hoa này nó bán nước hoa này nay đổi sang bán cái khác rồi anh chị nghe quen không mà dù là đã hết kinh doanh ở đó rồi nhưng vẫn bị gắn mát <laughs> gắn mát là ủa bữa chị thấy em kinh doanh này mà sao giờ đổi cái khác hả là bị gắn mát anh chị nghe anh chị đã dành thời gian công sức tiền bạc của mình xây dựng một cái thương hiệu cho một cái sản phẩm nào đó cầm livestream anh bán hàng đúng không ạ à? livestream anh bán hàng xong rồi dăm ba hôm thì ngán rồi không bán nữa xong đập kênh xây lại xây, xây lại rồi cuối cùng là sau nhiều năm trôi qua nhiều nhiều tháng nhiều năm trôi qua thì chẳng có gì cả được mấy đồng tiền thôi nên mình hãy tập trung anh chị ha gia tăng giá trị của mình lên phải lựa chọn kinh doanh dựa trên giá trị anh chị khi mà anh chị có được cái thương hiệu cá nhân anh chị có một cái cộng đồng yêu thương quý mến tin tưởng anh chị á thì anh chị kinh doanh gì anh chị bán gì họ cũng ủng hộ anh chị ha ủng hộ anh chị họ mua sản phẩm của anh chị không phải là bởi vì sản phẩm đó đâu anh chị ha hoàn toàn có thể mua ở những nơi khác nhưng họ mua bởi vì họ yêu thương quý mến mình họ họ ngưỡng mộ mình về những giá trị mình trao đi họ, họ kiểu như họ quý mình họ tôn trọng mình giống như tú anh chị ví dụ như là tôi khi mà tôi mua điện thoại tôi biết rằng là cái ngoài kia nó bán rẻ hơn tôi mua iphone ấy, mỗi một năm mà tôi hay đổi một cái con iphone ấy nâng cấp lên như là mua thêm ấy. Không biết là cái nơi kia nó bán rẻ hơn vài triệu luôn. Nhưng lúc nào tôi cũng ra, tôi, tôi, cũng ra giòn tôi mua hết trơn. Thế giới động để mua anh chị, anh chị biết vì sao không? Nó đắt hơn tới 2-3 triệu luôn á. Anh chị nào hay xài iPhone chắc biết đúng không? À, bởi vì cái giá trị mà ở đó họ dành cho mình trời ơi, tuyệt vời lắm anh chị ơi. Nó tuyệt vời lắm nói chung là những cái giá trị mình nhận được từ họ nó không chỉ là tiền thì có thể là ok đắt hơn một xíu được nhưng quan trọng ấy những cái người giàu anh chị ha cái điều họ quan tâm á không phải là giá rẻ đâu cái này anh chị sẽ được học trong cái chiến lược của nhóm rèn doanh nhân sắp tới doanh nhân của mình chia sẻ cái điều họ quan tâm đó chính là chất lượng và cái giá trị họ nhận được khi họ chia cái số tiền này nên anh chị đừng có đi tìm sản phẩm giá giá rẻ ha Giá đắt này kia đắt quá chắc bé không được đâu, người ta không có tiền đâu mua em ơi, rẻ quá bảo không có lời. Sao thế bán sao, kinh doanh sao cho vừa lòng nhau đây? Tiêu chí anh chị kinh doanh buôn bán khó hiểu quá. Giá rẻ thì bảo không có lời, đắt quá thì bảo không ai mua. <laughs> Và anh chị biết chiến lược kinh doanh của những người thành công là gì không? Kinh doanh sản phẩm giá cao anh chị ạ. À? nha nên anh chị sẽ hoàn toàn biết cách để chúng ta có thể là làm sao để mà vẫn có thể tạo được thu nhập và lợi nhuận những chiến lược mà anh chị sẽ được học kỹ trong nhóm rèn doanh nhân ha nên anh chị e, chúng ta chưa tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân anh chị e nhanh chóng liên hệ chủ nhóm mình để biết cái điều kiện tham dự ừ. còn có hai ngày nữa bắt đầu học rồi học sớm thành công sớm còn giờ đang nào cha học Giờ anh chị muốn thành công giàu có thì anh chị phải học từ những người đã kinh doanh thành công thì anh chị mới thành công được chứ. Đúng không ạ? Và như tôi chia sẻ đấy, nếu mà anh chị ít vốn, ít kiến thức, ít, ít mối quan hệ thì các anh chị phải có một chiến lược kinh doanh nó hiệu quả. Bây giờ vốn không có, mối quan hệ không có, kiến thức còn không có, đi nhập hàng về chịu. Nhập hàng về là chịu luôn. Chưa học về cách bán buôn marketing gì hết trơn, nó đi nhập đóng hàng về, Ngồi ôm hàng. Nha anh chị nha. Nên anh chị nhớ là chúng ta phải làm sao để mình trở thành con người có thật nhiều giá trị mang giá trị đó giúp cho thật nhiều người tập trung vào phát triển giá trị bản thân mình nha anh chị nha đó anh đầu tiên anh chị bước một vào cái anh chị phải thiết kế chi tiết cái bản họ gọi là viết xuống chi tiết cái bản thiết kế cái con người mà anh chị muốn trở thành Khi anh chị bắt đầu thiết kế được cái điều anh chị muốn Cũng như cái con người anh chị muốn trở thành ấy. Đó anh chị sẽ bắt đầu Mỗi ngày anh chị Nhìn mỗi ngày, nghe mỗi ngày, đọc mỗi ngày Lập điệp lại mỗi ngày Đó chính là cái hành động anh chị đang phát Những cái suy nghĩ Cái tần số cũng như cái cảm xúc ra ngoài vũ trụ Để mà Tìm thức ấy, bám trụ vào những cái ý niệm đó Chứ không phải là bám trụ vào những cái vấn đề Hay những cái điều mà trước giờ các anh chị cứ Thang hồi kể anh chị cứ cứ than vấn đề hoài hàng chị nó cứ đến hoài à bây giờ tâm trí anh chị nó quá nhiều những cái nỗi sợ lo lắng rồi phiền muộn ủ rũ sợ hãi làm sao còn chỗ trống cho những ước mơ nên cái bước đầu tiên nha anh chị làm chủ được luật hấp dẫn là anh chị phải biết cái điều anh chị muốn anh chị rõ bước này chưa rõ rồi comment số 1 đi ạ à. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu gì anh chị? Ứng dụng những cái quy luật của vũ trụ để hấp dẫn tới những con người cơ hội quý nhân, nguồn lực. Tới giúp anh chị đạt được cái mục tiêu của mình. Anh chị phải làm sao để mình trở thành một cái thổi 500 siêu hút tài tiền tài của cải và tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Có nhiều anh chị sao là thuốc làm sao em? Mình có thấy được không? hút giống như là 500 hút rồi kéo kéo lại hay dạ không nha anh chị không cần phải quan tâm là hút bằng cách nào và từ đâu đến thế tôi cho cho tôi hỏi nè giống như cái việc anh chị cho hút người chồng người vợ của mình ấy. ngày xưa anh chị chỉ biết ừ anh chị muốn lấy chồng người chồng đó như thế nào hoặc người vợ đó như thế nào xong tự nhiên là thông qua một cái tình huống nào đó cái anh chị gặp họ nào hẹn hò yêu nhau rồi cưới nhau tự nhiên thông qua một cái tình huống nào đó các anh chị gặp đúng chính xác cái người chồng người vợ của mình đúng không? Các anh chị có biết được không? Có biết là giờ đó ngày đó rồi chỗ đó phải đi đến đó để gặp họ. Hay là anh chị chỉ biết anh chị muốn là lấy chồng mà nhiêu đó tuổi cao như đây rồi thương mình rồi yêu mình rồi tiêu chí như thế nào đó xong tự nhiên anh chị thông qua một cái tình huống nào đó tự nhiên mình gặp chính xác cái người đó luôn thì luật hấp dẫn nó vận hành như vậy nên anh chị đừng hỏi là không sao em có thấy được không có thấy vũ trụ đang hút sao để chị xem coi nó hút về đúng không để chị lựa lại từ đầu dạ không nha. Năm bước đầu tiên biết cái gì mình muốn rồi bước thứ hai là bắt đầu học cách ứng dụng các quy luật vũ trụ và tin tưởng. Đưa ra yêu cầu xong tin tưởng chứ đừng ngồi hỏi hút sao. Hút sao ai biết hút sao anh chị. Đúng không mà Nếu có nhiều anh chị đặt hàng vũ trụ á. Đặt có đơn hàng. Đặt có dòng tiền về như vậy lợi nhuận như vậy. Hôm sau về đâu biết đâu. Nhưng hôm qua có anh chị hay lắm. Đặt là mình có số tiền lợi nhuận về là 30 triệu Nó là có ký được một cái hợp đồng Để có lợi nhuận 30 triệu Thế là ghi sao lại không ghi là lợi nhuận Từ hợp đồng Lại ghi là hôm nay ngày 26 Ngày hôm qua tháng 3 2024 Cảm ơn tiệm thức và vũ trụ Đã mang đến cho tôi số tiền 30 triệu Trong tài khoản ngân hàng của tôi Xong hôm qua chị nhắn tin em ơi Thu hút đúng 30 triệu chỉ có điều là người ta bảo chị người ta chuyển khoản vào tài khoản chị xong nhờ chị chuyển qua tài khoản khác không rõ ràng anh chị tôi nói thế đâu chị ghi sao đưa em xem xem chụp gửi qua y chang luôn tôi nói có bài học rồi giờ ghi lại đi ghi lại là kiên trì kiên định nha tại giờ vũ trụ đang giống như là bây giờ đưa đơn hàng xuống bây giờ đang quay xe đi về lại vũ trụ để mà lấy đơn hàng mới cho chị thì chị kiên nhẫn nha tin tưởng được không ạ à? nên là đừng hỏi thu hút làm sao anh chị hãy tin tưởng hay đầu tiên đưa ra yêu cầu và thứ hai tin tưởng thôi sống như thể là mình đã đạt được rồi anh chị mình đã giống như mình đã có được cái cái điều đó rồi và mình bắt đầu mình phát triển nha chứ phải nói xong rồi nghe vậy xong cứ ngồi tin tưởng anh chị tin tưởng chị là người thành công lắm em tin tưởng chị là chị phú đô la lắm Xong sáng thì ngủ tới 7 giờ, 8 giờ Tối thì không vô du dung, livestream stream mà không chép Kinh doanh thì không học Đòi ngày, Tối ngày đòi triệu phú đô la Nha nên, nên chị phải hiểu là Đơn giản là mình đưa ra yêu cầu thôi Và những anh chị nào mà chúng ta muốn ấy Chồng hoặc vợ của mình hoặc bố mẹ của mình Ngày càng yêu thương nhau Ngày càng khỏe mạnh, trẻ, đẹp Thấu hiểu ấy các anh chị cứ đọc cái câu nói phép màu anh chị nha ví dụ như chồng mình và mình hòa hợp chồng mình và mình ngày càng yêu thương nhau chồng mình dễ tính dễ chịu dễ chiều thấu hiểu hòa hợp ủng hộ hay là bố mẹ của mình ấy, dễ tính dễ chịu dễ chiều yêu thương hòa hợp thấu hiểu đọc mỗi ngày anh chị và sau đó là mình phải phát triển thay đổi từ bên trong của mình này mắc cười lắm có nhiều chị ấy, là muốn chồng mình uh, yêu thương mình và thấu hiểu mình nhưng mà chỉ muốn cái lúc mà nói với tú thôi cái lúc mà cúp máy cái, cái bắt đầu là ý niệm bắt đầu là nó bay về vị trí cũ nghe anh chị cái xong cứ hỏi tú em ơi sao chồng của chị thế này thế nọ thế kia nó dạ vâng bởi vì chị còn ý niệm cũ ở đây bà đi bao nhiêu trong số anh chị đã trải nghiệm rồi lúc mới ứng dụng ấy mình hỏi chữ nhớ mình đằng nhưng mà cúp máy cái là mình quay về vị trí cũ ngay là coi như ý niệm Ở đầu sân si ha, ở đầu khó ưa ông chồng của mình ha rồi nghĩ ông chồng mình thế này nọ kia ha đúng như rằng ngày càng ngày càng như vậy luôn là ý niệm bên trong anh chị nó ăn vào trong từng tế bào anh chị rồi rốt rễ anh chị rồi Bây giờ anh chị phải bứng lên anh chị gieo lại đi nó thấm vào trong máu mình là ừ, cái người chồng là như vậy rồi người chồng này là hết thuốc chữa rồi người chồng là kiểu giống như là đó như anh chị hay kể đó chị là bó tay ổng rồi em ơi chị mà không vì con cái là chị nộp đơn từ lâu rồi tối ngày anh chị nghĩ về không mà hỏi sao rồi về không chén dĩa bay tùm lum tại vì anh chị những chính xác cái điều mà anh chị phát ra đó đúng không ạ à? anh chị đã nhận chính xác cái gì anh chị phát ra rồi anh chị tháng gì nữa vũ trụ nói vũ trụ mà biết nói nói vừa phải thôi nha giờ bạn nói sao tôi cho bạn y chang vậy giờ mong muốn gì nữa nên anh chị hãy thay đổi ý niệm về chồng và vợ của mình đi và về mối quan hệ của mình với bất kỳ một người nào anh chị nha cái điều này nó làm nó cần phải có sự rèn luyện nha chứ anh chị mới làm ngày hai ngày anh chị dựng lên anh chị dựng lên anh chị, lên, anh chị nói chủ nhóm là chị gieo hoài xong thấy hỏi gieo hoài là gieo bao lâu gieo hai ngày trời ơi tôi tưởng gieo hai mươi năm không á lâu quá là lâu dữ chưa trời tiêu chí lâu quá anh chị lâu ghê luôn á trong khi cái ý niệm mà cũ kỹ của anh chị về cái mối quan hệ đó là hai mươi năm ba năm bây giờ đòi gieo hai ngày giống như cây cỏ đòi đối với cây cổ thụ rồi đó anh chị thì cây nào thắng đó, tất nhiên cây cổ thụ rồi Và chúng ta phải bắt đầu thay đổi từ con người bên trong Từ con người của mình ha Chứ không phải là các anh chị cứ bắt người khác thay đổi Nhưng mà anh chị vẫn như vậy không được đâu Khi mà cái năng lượng Khi mà cái trường năng lượng của anh chị thay đổi Và anh chị bắt đầu phát ra Một cái trường năng lượng yêu thương biết ơn Chân quý Bao dung vị tha Và thấu hiểu Nếu mình thấu hiểu họ Bởi vì họ không có biết những cái quy luật này Nên là Thật sự là họ đang sống rất là... Thật sự với các anh chị luôn á. Khi mà chúng nhìn một cái mối quan hệ mà không được hòa hợp. Đặc biệt là mối quan hệ vợ chồng. Ấy, hay là bố mẹ con cái mà không được hòa hợp. Mình rất là thấy thương. Mình thương bởi vì họ không có biết những cái quy luật này. Ấy. Nên họ đang sống trong một cái cuộc sống rất là... Rất là bế tắc anh chị. Nhìn người ta chửi nhau vậy thôi. Chứ không có vui vẻ gì đâu. Nhìn vậy thôi chứ cơm không ngon, canh không lành đâu anh chị. Cái bữa cơm đâu có ngon lành gì đâu. Ăn trong sự không được vui vẻ ăn cơm bao, ngon bao giờ thành ra là dẫn tới cũng không có khỏe luôn. Cho nên là khi mà anh chị bắt đầu thay đổi cái trường năng lượng của mình là thay vì mình mình phán xét mình đánh giá hay là mình cứ hơn thua nhau cứ càng nhanh nhau đó. thì khi anh chị thay đổi cái trường năng lượng của mình phát ra là chúng ta phát ra một cái năng lượng nó khác đi và chính cái năng lượng đó ha năng lượng của sự hiểu biết năng lượng của sự trí tuệ của sự thông thái của tình yêu thương của lòng biết ơn ấy. anh chị lan tỏ ra gia đình của mình ấy. thì tự dưng là gia đình anh chị thay đổi một cách tuyệt vời luôn ấy là đi theo cái là anh chị sẽ biết cách điều hướng gia đình của mình luôn chứ không cần phải gào lên đâu anh chị nhiều anh chị cứ gào con mình gào chồng mình gào vợ mình để làm gì đâu tại vì cái cách đó mà nó hiệu quả nó hiệu quả mấy chục năm nay rồi bao trong số anh chị hay đúng không anh chị làm cái hành động Bao nhiêu năm nay rồi Nó có hiệu quả đâu Hãy tập trung toàn bộ năng lượng Thay đổi chính mình anh chị Tập trung toàn bộ Cái sự tập trung Thay đổi chính mình Thay đổi cái trường năng lượng của mình đi Trường năng lượng của mình Nó cũng đang không có sạch sẽ đâu anh chị ha Bên trong nó còn sân si Lo lắng rồi Oán giận rồi Lo lắng rồi Ủa, Ủ rũ lắm Vấn đề dữ dằn lắm Còn sáng lo cái chuyện này Tối lo cái chuyện kia Nói chung ngủ không Ăn không ngon Ngủ không yên mà anh chị đòi thay đổi cả người nhà của mình đúng không ạ à? nên ta, chúng ta nhớ nha hãy tập trung toàn bộ năng lượng để thay đổi bản thân mình ok không ạ à? khi chúng ta biết cách ứng dụng và thấu hiểu những cái quy luật vũ trụ ấy chúng ta sẽ hoàn toàn có thể là ứng dụng những cái điều này cho người thân và người nhà của mình luôn cho nên cái thời điểm mà tôi biết cái điều này ấy, anh chị tôi lao vào để mà mình phát triển bản thân mình mà vũ mình gia tăng giá trị mình lên tại tôi biết là mọi thứ xung quanh của mình chỉ thay đổi khi mà mình thay đổi thôi nên thời điểm tôi rất là khao khát gia đình của mình vui vẻ, thuận hòa rồi yêu thương rồi. Ai cũng thăng tiến hết. Và mọi thứ xung quanh của mình nó tốt lên tại vì lúc đó nó rất là bế tắc anh chị ha. Nên là tôi có lao vào để mà chỉ lao vào tập trung mài dũ mình và phát triển mình và gia tăng giá trị của mình lên, phát triển cái sự thông thái, cái trí tuệ của mình từ từ năng lượng mình nó thay đổi anh chị. Nó được lọc năng lượng. Tự nhiên mặt mình sáng lên, năng lượng mình thay đổi và mình như ánh hào quang này đó, cái tự nhiên là khi mà mình ngọn ánh sáng của mình nó ngày càng lớn 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 dần nó dần theo năm tháng không qua cái sự phát triển của mình ấy. thì tự nhiên mình cảm được người thân của mình họ cũng theo dõi theo luôn anh chị cho nên là mọi thứ của mình chỉ tốt lên khi mà mình tốt lên thôi anh chị ha ok không mà ừ. và có một cái điều mà tôi muốn chia sẻ đây anh chị cái điều rồi. Đầu tiên là để mà chúng ta làm chủ cái sự giàu có và thành công ấy. Đây, các bước để chúng ta có thể làm chủ sự giàu có và thành công trong bằng luật hấp dẫn nè. Thì cái bước đầu tiên ấy, anh chị là chúng ta cần phải phát ra những cái tần số thu hút sự giàu có bằng cách thứ nhất là phải thường xuyên nghĩ và nói về sự giàu có cái cách mà chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn nó làm chủ cái sự giàu có và thành công ha đó chính là chúng ta phải phát ra những cái tần số thu hút sự giàu có bằng cách là chúng ta phải thường xuyên nói và nghĩ về cái sự giàu có Trước giờ là chúng ta hay có thói quen hay từ chối hoặc là không có phát ra được cái tần số của sự giàu có luôn. Ai mà nói mình sau này này thành công thế, sau giờ này, này giàu thế, nhiều tiền thế, bắt đầu là từ chối ngay, làm gì có. Tôi cũng đang sợ không có tiền ăn Tết đây này, đúng không ạ? Trời làm gì có. Không nợ là may rồi. Từ chối sự giàu có, anh chị ai khen mình là coi như mình đẩy ra ngay chưa kịp nói gì đâu chưa kịp gì đâu là chưa kịp nhận vô là đẩy ra hoặc thậm chí là không bao giờ phát ra được cái tần số của sự giàu có luôn có ngày là than kể nghèo kể khổ rồi vấn đề phát ra liên tục đúng rồi rất đúng ạ và anh chị biết không ngay cả cái việc mà chúng ta suy nghĩ thôi ha mà mình còn không dám nghĩ nữa thì sao mình có được vì mỗi một suy nghĩ của mình anh chị nó mang một cái tần số năng lượng. Nên anh chị suy nghĩ sao, cảm xúc như thế nào. Ấy. Anh chị suy nghĩ sao thì cảm xúc anh chị như thế này. Mà vũ trụ, ấy, chúng ta giao tiếp với vũ trụ bằng cảm xúc mà. Nên là mục tiêu của chúng ta mà không có cảm xúc hay thì còn lâu các anh chị mới đạt được. nhắc lại anh chị làm chủ là hấp dẫn thứ nhất là chúng ta phải đưa ra yêu cầu nha anh chị biết rõ cái điều anh chị muốn mà con người anh chị muốn trở thành chưa thứ hai chúng ta phải tin tưởng đừng hỏi là đi qua đường nào á em giờ mong muốn là có tiền rồi giờ hút qua đường nào giờ ai biết đường nào <laughs> giờ tác giả bảo vậy rồi những người thành công bảo là tin tưởng rồi giống như việc thu hút người chồng người vợ có biết họ đâu đâu có bao giờ lên Google Maps coi là chồng vợ mình đang có địa chỉ nào tới đó cưới hỏi luôn không Tôi nghĩ mà biết vậy chắc là cả thế giới này thành cặp thành đôi hết trơn rồi đâu cần phải có người may mối làm gì. Đúng không ạ? Hay là tiền bạc cũng như vậy mình mà biết nó ở đâu mình tới mình lấy cho nó khỏe chứ cần gì phải đi kiếm. Nên ông ta hãy tin tưởng anh chị em và sống như thể là mình đã sở hữu được những cái điều đó rồi. Và lúc nào cũng phải ở trong cái tần số năng lượng tuyệt vời. phải làm mọi cách để mà mình lọc cái năng lượng của mình và chuyển hóa cái trường năng lượng của mình phải phát ra cái sự tin tưởng liên tục là mục tiêu là của tôi tôi sở hữu mục tiêu này tôi là người tôi là con người thành công tôi trở thành con người này còn cách nào thì đừng đừng có hỏi cứ cứ tập trung đi anh chỉ muốn là tin tưởng và sống như thế mình đã đạt được rồi thôi À, nó tuyệt vời hơn các anh chị có thể hình dung tưởng tượng và có cái hình mẫu luôn ấy có một cái hình ảnh quy đổi cái mục tiêu anh chị thành hình ảnh ấy hình ảnh ấy xong anh chị dán lên từ hoặc anh chị dán trong sự ước mơ của mình anh chị nhìn mỗi ngày và hình dung mỗi ngày là mình đã sở hữu được nó rồi mình đã trở thành cái con người có cái body như vậy rồi một cái người truyền cảm hứng một cái người có giá trị có sức ảnh hưởng giúp đỡ được cho nhiều người và được nhiều người yêu thương quý mến tin tưởng nha anh chị nha và mình phải luôn liên tục đưa mình về cái tần số đón nhận anh chị. Là không có nghi ngờ là không có có nghĩa là mình không không có thao tót ra những cái năng lượng hay là phát ra những cái tần số năng lượng không có tích cực ấy. Nhưng bây giờ mình đặt mục tiêu là mình mong muốn đạt mục tiêu 30 ngày. Nhưng mà hôm nay năng lượng lên, mai năng lượng xuống. Lên xuống, lên xuống thì tiền anh chị nó về y chang à xong rồi đặt mục tiêu là chồng mình là thấu hiểu mình ủng hộ mình năng lượng này lên xuống lên xuống năng lên xuống tối ngày năng lượng phát ra cái năng lượng tần số toàn là không có tin và cũng không có um, không có một cái năng lượng sạch phát ra anh chị thì nó khó lắm nó sẽ trì hoãn cái mục tiêu anh chị đến với anh chị cái kết quả đến với mình nó lâu hơn và bước ba là cái bước hành động anh chị ha nghĩa là đối với cái việc mà chúng ta làm chủ cái uh, sự giàu có và thành công của mình ấy thì chúng ta cần phải làm những cái gì à Thứ nhất ấy, là chúng ta phải uh, gọi là thường xuyên nghĩ về sự giàu có. Nghĩa là mình phải phát ra một cái tần số thu hút cái sự giàu có. trong uh, câu lạc bộ mình có những cái bài cầu nguyện và có những cái uh, niềm tin rồi những cái ý niệm rồi những cái tuyên bố về sự giàu có thì anh chị uh, xin trưởng nhóm mình ha anh chị có thể in lên và dán lên tường hoặc anh chị có thể là để ở cái nơi làm việc của mình đi để anh chị liên tục phát ra ngoài ra nếu mà anh chị đang di chuyển ở ngoài hoặc là anh chị uh, đang không có nhớ ấy, thì các anh chị hoàn toàn có thể là đọc hai đọc cái cụm đọc cái cụm từ này thôi dầu có thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc. Đây là những ý niệm về sự giàu có nè. Nếu mà các anh chị chúng ta có nhớ cái những cái ý niệm đó thì tuyệt vời rồi. giả sử bây giờ mình đang đi ngoài đường mà mình không nhớ thì mình cũng chủ động mình có những cái từ mà nó phát ra cái ý niệm của sự giàu có thì anh chị đọc, nghĩ. đúng ạ? À? ok bao nhiêu số anh chị chúng ta nắm được, điều này comment tôi ạ và anh chị nhớ nha mục tiêu anh chị đạt được nhanh hay không nhanh nó sẽ phụ thuộc vào cái cảm xúc của mình đó và suy nghĩ anh chị như thế nào thì cảm xúc anh chị như thế này nếu anh chị tin tưởng vào mục tiêu anh chị làm được thì anh chị sẽ có cảm xúc rất là cao trào Nếu còn anh chị nghi ngờ mình không làm điều Thì Anh chị thấy cái cảm xúc mình nhắm mắt lại Nó thấy tối hù à Nên mục tiêu anh chị phải làm sao nó tràn trời cảm xúc lên Cảm xúc cực kỳ luôn Nhiệt huyết khá khao cháy bỏng Khi anh chị nghĩ về cái điều anh chị muốn Thì anh chị mới thể thu hút được Tới với mình cơ hội quý nhân Nguồn lực Nha Đầu tiên là cái hành động đầu tiên anh chị phải phát ra thông qua suy nghĩ của mình và thứ hai anh chị là thông qua nói hay là chúc phúc ừ. chúc phúc anh chị anh chị nhớ nha là chúng ta phải nghĩ và nói hướng tới những cái điều mà anh chị muốn mỗi ngày và phải lên những cái chiến lược cái kế hoạch cần có nghĩa là các anh chị phải có những cái hành động mà nó phải hướng tới cái mục tiêu của anh chị thôi. Khi mà mình tính làm cái gì đó mình hỏi như vậy nè. Cái hành động này có giúp mình đạt mục tiêu của mình không? Nếu không thì bỏ qua, nếu có thì làm. Và phải dành cho nó thật nhiều thời gian để mà mình làm anh chị nha. Những cái gì mà không đúng theo mục tiêu của mình bỏ qua một bên đi ạ. Chúc phúc với anh chị và nói là khi mà chúng ta thấy uh, ai đó ai ai đó họ thành công giàu có hạnh phúc đúng không ạ, mình chúc phúc cho họ trời quá tuyệt vời luôn, quá xuất sắc luôn, quá giỏi luôn những cái người mà họ đạt được cái sự giàu có anh chị ha, đạt được cái kết quả đó là đó là một cái hành trình của sự cố gắng, sự chăm chỉ, sự kỷ luật, sự kiên trì đó không ai thành công giàu có mà ngẫu nhiên đâu mình nói mình cũng cố gắng mà mình không có đạt được kết quả như họ là thứ nhất là mình xem mình đã cố gắng giữ chưa thứ hai là mình xem mình đã đi đúng chiến lược chưa chứ bây giờ đi đúng không đúng chiến lược mà có cố thì cố quá thì hình thành quá cố cũng vậy rồi anh chị ơi giống như anh chị thấy rằng mình bao nhiêu năm nay mình rất là chăm chỉ và cần cù và siêng năng mà mà bây giờ mình vẫn lây hoay thì có vẻ như chiến lược là nó không hiệu quả rồi như hôm qua tôi chia sẻ đó nên kia anh chị hai đó thành công mình hãy chúc phúc cho họ anh chị ha, ngưỡng mộ họ. Tại vì chúng ta phải hiểu được rằng là cái cái cốt lõi ở bên trong ấy không phải tự nhiên mà họ giàu có đâu. Giàu có không phải tự nhiên, tại sao nếu mà tự nhiên giàu có thì tại sao người đó không phải là mình nhỉ? Mà là do họ giỏi, họ biết cái con đường, họ biết họ làm cái gì ạ? À? <laughs> Lại có một bạn thích hỏi hỏi xoáy đáp xoay à? Thôi okay, kệ đó, ai à, bạn đó chứ cứ mờ ra đi Hết giờ rồi Đang tính nói với bạn thôi uh, Phòng dung này mà để nói số lượng anh chị mà giàu á uh, Lót gạch cho bạn xây nhà cũng được ấy. Đấy là Số lượng những anh chị giàu có thể là quyên góp luôn á đó. <laughs> đó Nha anh chị nha Thế là trước mà mình mình cứ nói mình cố gắng thì mình phải nhìn xem là mình cố gắng giữ dằn lắm rồi mà mình không có được thì đơn giản là họ đã biết cái điều đó mình chưa biết rồi. Đúng không ạ? Tại sao có nhiều người họ làm được mà mình làm không được? Chắc chắn họ đã làm cái họ đã có một cái điều đó, họ đã làm cái điều đó mà mình chưa chưa biết và chưa làm. Ừ. Cho nên là khi mà tôi thấy một người nào đó mà họ thành công anh chị Sau một năm ấy, mà mình thấy họ phất lên về tài chính ha là mình tự như mình nhìn được sâu với con người đó là một cái hành trình cố gắng mình ngủ mò bằng cả cái trái tim của mình ấy, anh chị tận sâu thẳm trong trái tim của mình luôn thì mình cũng đã đi qua cái hành trình giống như vậy mình cũng đã đi qua rất là nhiều cái thử thách để mà tới được cái nơi này nên mình hiểu được những cái quy luật vũ trụ anh chị chỉ đơn giản mình hiểu những quy luật vũ trụ thì sẽ dễ dàng hơn những người không hiểu thôi. Chứ ai mà không đi, ai mà không phải đi anh chị, ai mà không phải làm, phải hành động mới có kết quả. Và luật hấp dẫn là chỉ giúp cho mình khi mà chúng ta hiểu được. Ý, biết cách ứng dụng luật hấp dẫn thì luật hấp dẫn, thông qua luật hấp dẫn sẽ thu hút cho chúng ta những con người quý nhân sự kiện tới mình hành động và mình xài những cái nguồn lực đó để đạt mục tiêu của mình thôi chứ hành trình thì đi như nhau thôi mà nên anh chị biết là mình có mình cần phải có những cái hành động gì để mà mình làm chủ được sự giàu có và luật hấp dẫn chưa ạ thứ nhất là qua suy nghĩ thứ hai là qua lời nói và thứ ba là qua hành động anh chị ha để chúng ta phải bắt đầu có những cái chiến lược hiệu quả hơn những cái chiến lược của những cái người thành công bây giờ có họ đã làm được anh chị ha học theo mình làm theo và mình kiên trì kiên định chứ đừng có mới học ngày hai ngày xong ứng dụng tháng hai tháng la làng nên không có kết quả hãy cho phép bản thân mình anh chị ít nhất từ 6 tháng đến một năm để mình thay đổi ừ. đúng không anh chị ơi chứ giờ bao nhiêu năm nay cũng hoàng hoại lây hoay hoài như vậy rồi và khi anh chị biết à những cái hành động nào mà nó giúp cho mình đạt mục tiêu thì việc của chúng ta là cần phải sao anh chị? Cần phải tập trung hay là mất tập trung? Cần phải liên tục làm hay là làm hôm nghỉ, hôm, hôm làm? Hôm làm, hôm nghỉ? Tập trung anh chị ha. Cái chỗ phát uh, tần số bằng suy nghĩ và lời nói thì anh chị nắm được chưa? Và cái thứ ba, hành động thứ ba Trong cái phần mà làm chủ sự giàu có và được hấp dẫn ấy. anh chị có nói được không? Nãy giờ nói Đây Hôm nay không có bản ha Để Kiếm một cái tờ giấy Nè Cho anh chị nắm được cái quy trình ok anh chị đây <laughs> không có bản ha đây là nội dung nãy nội dung nãy giờ tôi nói nè đầu tiên là đang hướng dẫn anh chị cách ứng dụng luật là... hấp dẫn làm chủ luật hấp dẫn ha đầu tiên bước một là yêu cầu biết cái điều anh chị muốn và con người anh chị muốn trở thành hai là tin tưởng và đón nhận là tôi đang nói tôi đang nói cái sườn ha còn nội dung thì tôi chia sẻ là đầu giờ tới giờ rồi nên các anh chị hãy xem lại ba là hành động và đầu tiên là mình sẽ ứng dụng một hấp dẫn để làm chủ sự giàu có nè thì phải phát ra những cái tần số như là phát phát ra những cái tần số thông qua cái suy nghĩ của mình nè bằng những cái bài tuyên bố bằng những cái um, ý niệm đúng không ờ, gọi là còn về nói nè à, nghe nghe bức tranh 6 tháng anh chị đó nghĩ về mỗi ngày nghĩ về mục tiêu về mỗi ngày nha rồi Và tiếp theo là nói thì Mình có thể chúc phúc cho những cái người mà mình ngưỡng mộ là Nói thì anh chị có thể đọc tuyên bố nè Nói liên tục về sự giàu có Và mình chỉ nói với Chỉ nói những cái câu chuyện hướng tới mục tiêu của mình thôi Còn mình thấy nó không phải là Cái điều giúp cho mình tích cực lên Mà năng lượng tuyệt vời hơn thì bỏ ăn bên Đừng có bàn mình nói nhiều quá anh chị Như là sáng nay có anh chị nhắn tin cho Tú là Có một người vô trong nhóm của Tú là dù nhóm giao lô của Tú là kết bạn này nọ xong rồi Rủ rê đầu tư nhảy kia Tôi bảo dạ vâng thế em cảm ơn chị để mờ họ ra Xong rồi chị cứ nói đi nhớ lại là Chị hỏi rồi người này học nhóm nào Xong bảo học nhóm em Xong rồi chị hỏi là Này nọ kia xong tôi nói dạ vâng Thì em nói em, em mờ họ ra nhóm rồi là xong coi chuyện rồi Làm chung việc của chị đi Chị chị mới nói ờ chị đi quay video marketing đi Mình còn hay bị thói quen cũ nó, nó kéo lại anh chị ai mà mình cắt nói là các anh chị mà cắt ngang được cái chỗ đó là anh chị là bước lên tầm cao mới rồi đó là coi như là mình mà bàn tới chỗ đó ok mình biết chỗ đó là ok hiểu không bàn nữa nữa quay lại mục tiêu của mình không mà xíu hỏi cuốn vô vậy hả sao nữa Dữ vậy sao thường mà nói chuyện với Tố anh chị mà nói chuyện tối mà than không than không bao giờ than qua được hai phút đâu anh chị đầu tiên chú nghe tôi phát họa là à, cái vấn đề đầu tiên mà chỉ cần mở miệng ra nói cái là biết là đang gặp vấn đề rồi không không qua tới một phút đâu có hỏi thấy bây giờ chị muốn cái gì kết quả chị muốn là gì ừ chị muốn này dạ vâng tập trung kết quả đi và chị muốn đạt kết quả là đúng không em chỉ chị rồi xong không có cơ hội than qua th phút thứ hai luôn anh chị hả tại vì mình giúp đỡ mọi người nhưng đầu tiên phải giúp mình chứ giờ giúp người ta mà mình nghe hết chuyện của người ta mình bơi rác vào nhà mình hay sao biết mà đâu khóc vậy phải nghe nghe than xong rồi ngồi mình ngồi nghe nghe xuống cuộc đời luôn xong rồi nhiều khi nói mình chị để ra tay vậy thôi em ơi chứ chị không quan tâm đâu chị làm việc của chị nhưng không đâu nó vẫn vào như thường đó là anh chị không biết là tại anh chị không chủ động bảo vệ ý thức của anh chị thì nó đi vào hết tiềm thức anh chị thôi nó vẫn là ý thức nó đi vào do mình không biết nha và cái tiếp theo anh chị là về cái hành động thì anh chị phải có một cái chiến lược đúng chứ giờ mà ứng dụng hấp dẫn thành công mà giờ mình không có chiến lược đúng thì kinh doanh bao nhiêu trong số anh chị biết là về luật hấp dẫn trước trước khi biết câu lạc bộ rồi và cũng từng kinh doanh rồi nhưng mà chưa có thành công đâu <laughs> là do mình những cái hành động của mình nó chưa có được hiệu quả nên chị những chiến lược kinh doanh mình nó chưa hiệu quả đó nha nên là mình phải thay đổi thì khi mà mình biết rằng à những người thành công làm sao để họ trở nên thành công và giàu có nè họ học gì họ làm gì họ kinh doanh sao và mình chỉ cần tập trung vào những cái việc mà giúp cho mình đạt được cái mục tiêu của mình thôi thì khi anh chị hành động một cách mạnh mẽ thì ân huệ sẽ xuất hiện nếu anh chị liên tục hành động liên tục nghĩ và nói và hành động những cái điều hướng tới mục tiêu của anh chị ấy, thì phép màu sẽ xảy ra ở trong số anh chị rõ còn dần bây giờ nha nghĩ rồi nói về sự giàu có rồi phát ý niệm ra mỗi ngày giờ vũ trụ mang đến nguồn lực này nhắc nhở là thay đổi hành động đi nhưng mà mắt không thấy tay không uh, tay không nghe thì uh, tay sẽ không cần hành động bảo học thay đổi chiến lược kinh doanh đi vào nhóm rèn doanh nhân đi không nghe gì hết tối ngày cái phát ý niệm giàu có ra thôi có ngày tôi giàu có thành công xong rồi hôm nay tôi nhắc là đăng ký tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân đi xong nghe xong chơi 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 vậy nè Xong cái tối ngày đòi làm chủ sự giàu có bằng luật hấp dẫn. Đúng không ạ? À? Anh chị biết không? Hành động đúng sẽ tạo kết quả đúng. Còn nhiều khi cái hành động của mình nó đúng nhưng mà chiến lược của mình nó không có đúng thành ra kết quả nó chất bớt à. Nên giờ phát đi niệm mỗi ngày chúc phúc mỗi ngày vui vui mà chúc anh chị thành công tuyệt vời tôi đón nhận thành công đó là của tôi. Phát ý niệm mỗi ngày tuyên bố mỗi ngày sáng như làm quy trình năng lượng lắm ôm cơ thể đầu các kiểu ha cái lòng biết ơn đồ rầm rộ rồi, gần gần luôn rồi dữ dằn lắm xong tới bước hành động gọi là tắt tắt ngang anh chị tắt ngang hành động rồi thì kết quả đầu ra đúng rồi phải đúng đủ điều ấy. chứ mà bây giờ có điều kiện đúng mà nó không đủ rồi nó chưa có chính anh chị ha giống như là nước sôi chín chín độ nó cũng chưa sôi đâu trăm độ mới gọi là sôi nước mà đun chín chín độ đâu gọi là sôi đâu mà 200 độ thì cái máy nó mới kêu mà Máy đun nước ấy Phải độ nó mới kêu anh chị Chứ bình thường anh chị thấy nó sôi rồi Nó sôi nước sùng sụp rồi nha Sao nó vẫn chưa kêu Anh chị đợi nó kêu anh chị mới tắt nước đâu Thì tương tự như vậy Nhiều khi anh chị biết ứng dụng hấp dẫn rồi Anh chị phát ra nam vũ trụ một cái Một cái gì ạ à? ờ, Một cái năng lượng Một cái suy nghĩ và một cái ý niệm về sự giàu có Anh chị nói mỗi ngày là tôi rất là muốn thay đổi cuộc sống của mình và vũ trụ gửi tính tín hiệu là con lạc bộ xong vào tới không thay đổi chiến lược rồi mình cứ làm thuê làm văn phòng rồi mình cứ làm nhà làm nhà sau cái tối ngày phát ý niệm hoài thì dạ vâng chúc bạn may mắn lần sau bắt đầu có nhiều anh chị sẽ nhắn tin cho tú nguồn lực không có thì sao vậy đặt hàng vũ trụ chứ sao tôi đâu phải ngân hàng đâu <laughs> nếu mà tôi đâu phải ngân hàng đâu mà hỏi tôi nguồn lực đâu ra nó đến từ cái khác khao của anh chị thôi Bao trong số anh chị đặt hàng vũ trụ Và đã có nguồn lực tham gia nhóm rèn luyện Thì comment tôi đi Mơ thấy tú à. Chứ làm gì Nó ban đầu làm gì có Đúng không ạ Và anh chị phải nói Vũ trụ vì sao mà anh chị xứng đáng Vào nhóm rèn luyện Bởi vì gia đình mình, con cái mình Rất nhiều người đang chờ mình thành công Rất nhiều người đang chờ mình mở đường Anh chị không tiên phong thì ai sẽ là người tiên phong đây anh chị không tốt lên thì ai thì làm sao anh chị giúp được gia đình của mình có ai trong đây mà có nguồn lực sẵn đâu nếu mà có thì tôi nghĩ là cũng có đó nhà đa số toàn không có nguồn lực không à đúng không ạ à? nhưng mà chúng ta bởi vì khao khát quá đặt hàng vũ trụ cái là cuối cùng chúng ta cũng đã có mặt trong nhóm rèn luyện rồi mà nên đừng hỏi câu hỏi ở đâu ha anh chị à? ở đâu còn lâu mới biết ở đâu khâu báo bên trong bạn nè tiền tài vật chất của cải bên trong anh chị đây thấy rồi đi à À, gọi là quay vào trong và lấy đi ạ à. hé mở cặp mắt tâm hồn làm cái bước tôi vừa nói đó và đặt hàng vũ trụ cho anh chị khát khao anh chị ở đâu thì nguồn lực anh chị ở đó khát khao còn mới tin tưởng thì bằng kết quả thôi nha anh chị nha thì ừ. đó là tối hôm nay tôi chia sẻ anh chị về ứng dụng nó hấp dẫn cũng như là về cái việc chúng ta ứng dụng nó hấp dẫn làm chủ sự giàu có thì ngày mai tôi sẽ đi tiếp cái phần mà về mối quan hệ ha đúng không ạ à? về mối quan hệ mai mình sẽ đi tiếp nay hết giờ rồi anh chị ơi nên là tôi cũng thật sự cái lời khuyên mà tôi dành cho anh chị trên hành trình của tôi thành công đó là à, uh, ra quyết định anh chị ở mình có ở trong nhóm rèn luyện càng sớm càng tốt anh chị ha nếu anh chị thật sự muốn làm chủ sự giàu có của mình làm chủ cái vận mệnh của mình thì hãy học cách để mà kiểm soát ok không ạ à? học cái cách để mà chúng ta có thể là có được những cái con đường biết được những cái công thức và cái cách làm và mình tập trung mình phát triển đó giờ anh chị có môi trường ngày nào anh chị cũng phát ra những ý niệm và nói về những cái điều thành công giàu có mỗi ngày rồi nghe mỗi ngày luôn quan trọng nó còn nằm ở cái bước hành động nữa ngoài cái việc mà anh chị tham gia zoom ra chép live ra thì nó phải có những cái hành động cụ thể bây giờ phát, phát gọi là gì à? tham gia zoom chép live thì gia tăng tư duy rồi vậy cái với mình trao giá chị thì sao nó nằm trong quy luật cân bằng á bây giờ những gì anh chị nhận được thì bằng tư duy gốc rễ của mình cộng giá trị mình trao cho thị trường thế anh chị tham gia zoom mỗi ngày chép live mỗi ngày tư duy tăng mà giờ giá trị trao cho thị trường không có thì cần phải tham gia vào nhóm rượu học cách mình trao giá trị thị trường thì khi mà hai cái với nó, nó thỏa mãn nhau thì sao sự thăng tiến về tài chính về mọi mặt trong cuộc sống anh chị nó sẽ ngày nó sẽ đi lên thôi, nó tăng trưởng lên thôi. Nha anh chị nha, anh chị yên tâm đi ạ. Chỉ cần anh chị liên tục làm những điều mà mình cần phải làm để tiến tới mục tiêu của mình đi, Thì rồi anh chị cũng sẽ đạt được mục tiêu của mình thôi. Ok, rất là tuyệt vời thì đó chính là cái nội dung tôi chia sẻ anh chị trong buổi tối ngày hôm nay anh chị chúng ta có những anh chị chúng ta chưa biết ấy, thì có thể hỏi chủ nhóm mình cái điều kiện tham gia nhóm rèn luyện vào ngày 30 tháng 3 này nha. Tham gia sớm anh chị nhận quà. Ở khi anh chị tham gia vào ngày 30 tháng 3 này các anh chị sẽ được tặng cái chương trình ờ, mà rất là gọi là chương trình này à, lần đầu tiên ha, chứ trước giờ ít khi nào có lắm. Trước giờ chỉ tôi chỉ chia sẻ cho các anh chị trong đầu ngũ kinh doanh của mình thôi. Bây giờ mình tôi sẽ mang chia sẻ ở nhóm rượu doanh nhân đó chính là cái cách để tôi xây dựng một cái đầu ngũ kinh doanh xuất chúng, một cái hệ thống kinh doanh tạo lợi nhuận cũng như thu nhập thụ động cho mình như thế nào. và sẽ diễn ra trong tháng tư này. nên nếu anh chị đăng ký gọi là sớm, trước ngày 30 tháng 3 nhất chúng ta sẽ được tặng cái bộ ebook, những cái bộ câu hỏi, quyền năng dành cho những bậc thầy bán hàng và cách để chúng ta xử lý những cái tình huống trong bán hàng của mình để mình ra đơn. Ừ. Thứ hai, anh chị sẽ được tặng cái chương trình mà sẽ được tố của doanh nhân của mình chia sẻ trực tiếp, hướng dẫn trực tiếp đó chính là cái cách để anh chị xây dựng một cái hệ thống kinh doanh hay là một cái đầu nguồn kinh doanh tạo cái mục tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động không giới hạn cho mình luôn. Và cách chúng ta lựa chọn những cái xu hướng kinh doanh nè. Ừ. Rồi hôm qua tôi có nói đã, đầu tiên với lựa chọn xu hướng kinh doanh, thứ hai là gì anh chị ơi? thứ hai là gì ạ à? hoa anh chị nhớ không ạ à? hoa có ba cái điều mà chúng ta cần phải biết đó hỏi xíu và nhớ bài em nè thứ hai thứ ba là gì ạ à? chưa kết thúc đâu ạ à? chưa kết thúc zoom đâu nha đừng có cảm ơn nghe tú hỏi nè thứ hai là phải tận dụng online đúng rồi phải làm online Để đưa công việc kinh doanh của mình lên online ha và thứ ba là gì ạ đào trả lời quy luật nhất quán đó <laughs> thứ ba là phải trở thành chuyên gia bán hàng phải trở thành một bậc thầy marketing một bậc thầy bán hàng ha và sau đó mình đào tạo cho đường ngủ của mình anh chị nhớ nha anh chị không thể nào có thu nhập thụ động được nếu anh chị kinh doanh một mình nên ai mà đang có tư duy kinh doanh một mình ý thì anh chị hãy bắt đầu thay đổi đi ạ. À. Anh chị kinh doanh một mình ấy, thì ok, có thể anh chị có đạt được tự do tài chính. Nhưng có làm thì có tiền, hết làm thì hết tiền. Mà hãy bắt đầu có tuy là mình thích làm việc với con người anh chị nha. Tại vì kinh doanh nó chỉ là mối quan hệ giữa con người với con người thôi. Có thể trước giờ anh chị không biết nhưng mà trong nhóm riêng sắp tới anh chị sẽ được học. Để anh chị thấy rằng ôi một cái điều mà tuyệt vời nhất trên cái vũ trụ này chính là được kinh doanh anh chị kinh doanh nó dễ lắm nó mới liên quan gọi là nhiều anh chị cứ bị áp lực là về sản phẩm này kia và không đâu ok rất là tuyệt vời à, rất là cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng tú và câu lạc bộ trong buổi tối hôm nay rồi, các anh chị có thể hỏi trường nhóm mình cái điều kiện tham dự để mình có thể là có mặt có mặt sớm anh chị ha trong danh sách của nhóm rèn luyện vào ngày 30 tháng 3 này đúng không ạ rồi vô cùng tuyệt vời xin chào hẹn lại hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những buổi tiếp theo bye bye i love you